đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả thấy rằng là ngoài lúc trước là coi như là Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như là Ngoại trưởng là Lavrov, thì hiện tại Hoa Kỳ cũng đang soạn ra danh sách có 50 nhà tài phiệt của Nga để cho cả thế giới săn lùng mà có thể trừng phạt về cái vấn đề này. Khi mà Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cũng đã ra một cái thông báo cho một cái cơ quan quốc tế được thành lập lên danh sách có 50 người đã bị Washington được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu để mà trừng phạt. Trong khi đó thì tất cả những cái cơ quan công lực thế giới cũng đã nỗ lực để mà săn lùng những cái người này, để mà biết được rằng những cái tài sản thuộc về cái thành phần tư bản tỏ thân cận với Điện Kremlin. Thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cung cấp danh sách này cho các cơ quan săn lùng thành phần những cái nhà tài phiệt có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin và được gọi một cái tên tắt là Repo. Và những cái người đặc viên thuộc về Repo này gồm có Hoa Kỳ và gần một chục các quốc gia khác đồng minh để mà tham gia vào một cái này. Thì những cái quốc gia trong cái lực lượng này sẽ phối hợp về nguồn nhân lực cũng như tài lực để mà tìm kiếm và phong tỏa tất cả những cái tài sản ngoại quốc của những người mà nằm trong cái danh sách trừng phạt này. Thật sự ra hiện tại rất là khó khăn để mà có thể che giấu về cái sự tinh vi phức tạp như vậy. Thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố là tổng số 28 người trên là 50 người có trong danh sách. Và trong tổng số này có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và tỷ phú là Alisher Usmanov. Và 22 tên người còn lại vẫn chưa được công bố. Vì tất cả những cái giới chức họ nói rằng không có muốn cho những người này biết trước cái tên này để mà có thể tẩu tán được cái tài sản của mình. Và cái danh sách mà Bộ Tài chính cho thấy rằng những cái nước đồng minh phương Tây đang nỗ lực để có thể chắc chắn rằng những cái biện pháp này trừng phạt có hiệu quả là đúng như cái mong đợi và tạo thêm áp lực đối với cá nhân của Tổng thống Putin khi mà gây ra những cái thiệt hại cho những người thân cận với ông trong cái vấn đề mà ông đã đem quân ra đánh chiếm Ukraine. Bộ trưởng Tài chính là Janet Yellen cũng như Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cùng tham dự vào cái buổi họp đặc biệt này. Và những cái thành viên của lực lượng đặc nhiệm gồm có Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Anh Quốc và Ủy ban châu Âu đã cùng phối hợp với nhau. Và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng đã cho biết rằng thành lập lực lượng đặc nhiệm có tên là Klepto Capture để có thể hỗ trợ đối với những cái nỗ lực của tất cả các nước hợp với nhau, gồm có cả sở thuế IRS, FBI và những người biện lý cục của New York để có thể tìm ra những cái nơi mà cất giấu tài sản của những người tài phiệt của Nga này trong cái lệnh trừng phạt mà có sẽ dính vào là coi như có tổng cộng 50 người. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để coi danh sách 22 người còn lại là ai và sẽ cập nhật cho quý vị.